Chào anh chị cô chú. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay tôi muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái thửa đất vườn và phủ hồng, mặt tiền đường nhựa và view hồ. Cái mặt tiền ở phía sau á, chạm nước là rất là nhiều anh chị. Nằm ngay một cái khu dân cư và đặc biệt ở khu vực này thì nói chung rất là nhiều những cái nhà vườn nghỉ dưỡng, những cái view ở sát bên hồ này. Và đặc biệt khu vực này thì khi mà bước vào quay á thì rất là nhiều nhà vườn trồng đặc biệt là cái cây sầu riêng. Trên đất của mình thì nói chung là chủ trồng cây lâu năm thôi anh chị. Tổng diện tích là 6.236 m², nhưng mà thực tế là gần 8.300 m² luôn anh chị ha. Nhưng mà chủ là bán theo diện tích ở trong sổ. Mặt tiền của mình thì tính từ ngay cái cột bê tông này và chạy qua phía bên kia được 68,7 m mặt tiền đường nhựa. Chiều dài á, là đường 129 m anh chị ha. Còn phía bên kia là nó cứ ôm lại theo cái hồ. Đất của mình á, thì chưa có thổ cư, đất thì phủ hồng. Và hướng đất của mình là thuộc hướng Tây. Ở đây thì khu dân cư ở rất là đông. Đặc biệt thì mình gần hồ nên không khí là cực kỳ là mát mẻ anh chị. Trên đất hiện tại thì trồng cây lâu năm thôi. Đa số thì trồng điều, cà phê, xen kẽ thì lâu lâu có một số cây mít Thái anh chị. Đường xá thì nói chung là mình đi thoải mái anh chị ha. Bây giờ thì tài sẽ tiến vào trong để review ở phía trong đất cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Bước vào trong thì mình có một cái căn nhà này thì giống như mà để chủ vào chăm cây, chăm vườn thì mình có cái nhà để mình nghỉ ngơi, nghỉ trưa mình ăn uống rồi mình giống như mình trú mưa đó anh chị. Đó, bên kia thì cũng có nhà dân luôn anh chị nha. Rồi ở đây thì có một cây xoài. Rồi, nói chung là cái vườn của mình á thì đa số thì trồng cà phê với là điều là phần nhiều. Còn cây ăn trái thì xen kẽ vài cây thôi anh chị. Đất của mình á, thì thổ nhưỡng là đất sỏi cơm. Nếu như mà cái loại đất này anh chị sẽ ủ về, mình xây dựng tạo một cái view, rồi mình trồng những cái cây ăn trái thì cây mọc rất là tươi tốt anh chị ha. Sát bên của mình thì cũng có một cái view, chủ cũng ở trên thành phố, lâu lâu cũng về đây để nghỉ ngơi, giải trí với bạn bè anh chị. Cái view đó thì cũng mới làm, mới xong thôi. Đất của mình thì tương đối là bằng phẳng anh chị ha. Những cái thường thường những lô đất mà view hồ, view sông, view suối á, thì đất nó sẽ bị triền lại. Nhưng mà đất của mình á, thì từ ở phía trước mặt tiền đường nhựa và lui sau cái chỗ mà hồ á, thì rất là bằng phẳng ha. Một cái thửa đất vườn rất là phù hợp để cho anh chị xây dựng một cái khuôn viên, một cái vườn, nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Ở đây thì nói chung là mình di chuyển ra những cái trung tâm tiện ích mua sắm thì cũng khá là gần. Đó. Ranh giới thì đã rào, ở sau này thì đã rào lưới B40 xung quanh rồi anh chị. Thì mùa này là cao điểm của mùa nắng nên là nước sẽ rút ra ở gần giữa hồ anh chị ha. Còn mà vào mùa nước lên á thì nước sẽ chạm tới ngay cái chỗ hàng rào lưới B40 của mình, không có tràn vào đất của mình nha anh chị, nhưng mà nó sẽ chạm vào tới ngay cái chỗ lưới B40 đó. Ở sau này thì cái mặt tiền khá là nhiều, sau này anh chị có thể về mình thiết kế những cái nhà mát hoặc là mình làm một những cái không gian ở gần cái hồ này để mình có thể là mình ra mình câu cá, mình cắm trại, mình picnic ở khu vực này, nhìn rất là lý tưởng và rất là hợp lý ha. Cái hồ này thì mấy anh chị cũng mấy anh chị yêu bộ môn cần thủ câu cá đó anh chị, thì ngày nào cũng thấy dù ở xung quanh hồ anh chị ha. Nói chung một cái địa điểm cũng khá lý tưởng, thu hút rất là nhiều anh chị về đây để chinh phục bộ môn câu cá anh chị. Thửa đất vườn của mình thì từ vị trí của mình mà anh chị di chuyển ra chợ thì mất khoảng là tầm 3 cây số là mình sẽ ra tới chợ ha.
Còn mình ra những cái khu vực chợ sáng, chợ chiều, trường học, những cái tập hóa, nhà thuốc ở khu vực này thì bán kính tầm là dưới 1 km là đầy đủ rồi. Đất của mình thì nói chung là sổ thì sổ cũ chưa qua đầu tư. Diện tích ở trong sổ thì là Tài nói là 6.236 m2, nhưng mà thực tế cái thửa đất của mình là trên 8.000 m2 nữa anh chị ha. Thì cái phần mà còn lại á, nói chung là ranh giới thì đã rào rồi. Phần còn lại thì giống như chủ là mua ở diện tích trong sổ, còn cái phần sau đó là chủ tặng cho anh chị luôn ha. Thì Tài cũng nói cái giá để cho anh chị và cô chú cũng được nắm về cái thông tin cái lô đất này ha. Hiện tại thì chủ để bán với giá là 7 tỷ rưỡi. Giá này thì có thương lượng một chút xíu. Anh chị cô chú thiện chí thấy cái thửa đất vườn ngày hôm nay mà phù hợp với cái nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì liên hệ cho Tài. Tài sẽ tư vấn cũng như là dẫn anh chị đi xem đất và cũng như là gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng và đàm phán một cái giá tốt nhất anh chị ha. Thì đất của mình thì nói chung thì không có cái cây gì gọi là ăn trái đặc sắc hết, chỉ có lâu lâu xen kẽ một số cây mít thôi. Thì Tài cũng quay sơ để cho anh chị xem cái toàn cảnh của cái thửa đất vườn của mình ha. Bây giờ thì Tài sẽ gửi thông tin sổ sách cũng như là một số cái hình ảnh flycam ở cái khu vực này để cho anh chị và cô chú cũng dễ hình dung cũng như là dễ quan sát ở khu vực này có những cái gì anh chị ha. Rồi, đây là sổ của thửa đất, diện tích là 6.236 m2, hình thức là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng là đến năm 2043 anh chị nha. Thông tin quy hoạch của thửa đất đó, ở trước thì được 68,7 m, mỗi cạnh là được 129, còn phía bên kia là nó cứ ôm theo cái hồ đó anh chị. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên Flycam để cho anh chị và cô chú có một cái nhìn tổng quát về cái thửa đất vườn ngày hôm nay ha. Đó, ở sau thì nguyên một cái view hồ rất là đẹp. Sát bên nắm đất của mình thì cũng có một cái view nhìn rất là, nói chung là làm cũng rất là đẹp anh chị nha. Cũng có nhà để mình nghỉ ngơi nghỉ dưỡng. Ở trước thì có những cái vườn cây ăn trái, khi mà Tài vào quay thì thấy cái vườn cây ăn trái cũng rất là nhiều anh chị, mới trồng được 2-3 năm thôi mà những cây xoài cũng đang cho trái rất là nhiều. Đặc biệt ở khu vực này thì khi vào quay ấy, thì Tài thấy là vườn cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng là nhìn rất là đẹp ha, rất là tươi tốt. Đất của mình thì từ trên cao anh chị nhìn xuống thì cũng thấy là rất là bằng phẳng. Từ cái vị trí thửa đất vườn hôm nay mà nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về xem thì mất khoảng là tầm hơn 70 km ha. Tại vì đất của mình là thuộc xã Quảng Thành nhưng mà nằm ở phía trong gần giáp ranh với địa phận của tỉnh Đồng Nai luôn anh chị ha. Nên mình di chuyển vào thì cũng hơn tầm 70 cây. Còn nếu như anh chị ở thành phố biển Vũng Tàu mà muốn về đây xem thì mất khoảng là tầm 50 km thôi. Đi biển Hồ Tràm Một Cốc thì mất khoảng tầm 25 km. Ở đây thì cũng có những cái cửa hàng buôn bán những cái nhu yếu phẩm, những cái đồ gia dụng phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của bà con ở đây, thì mình di chuyển tầm khoảng là 500 m thôi là sẽ có những cái cửa hàng rồi. Còn mình muốn ra trung tâm lớn thì từ vị trí của mình di chuyển ra tới trung tâm của xã Quang Thành thì mất khoảng là 3 km. Còn anh chị muốn di chuyển về tới quốc lộ 56 thì mất khoảng là tầm 8 km anh chị nha. Ở đây thì mảng xanh rất là nhiều và cũng như là thường thường những cái khí hậu mà gần hồ, gần suối, gần biển anh chị thì rất là mát. Rất là phù hợp để cho anh chị mà mua về mình làm một cái khu sinh thái cũng như là một cái nhà vườn để mình nghỉ ngơi nghỉ dưỡng ha. Đó, bây giờ Tài sẽ di chuyển cái Flycam đi ra tới cái hồ suối đôi để quay cho anh chị và cô chú xem ha. Đó. Nói chung là mùa này thì cũng rất là nhiều những anh chị cần thủ cũng ra
ngồi cắm câu nè anh chị. Đó, từ trên cao xuống thì anh chị cũng nhìn thấy rất là nhiều ha. Ở phía trong thì cũng có, mà ở phía giữa hồ cũng có người luôn. Qua phía bên kia là thuộc địa phận của Lâm Sang, Cẩm Mỹ, Đồng Nai rồi đó anh chị. Ở đây thì nếu như mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển về xem thì mình cũng con đường đi nó cũng khá là thuận tiện thôi. Mình đi về tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Giây Phan Thiết anh chị, thì mình xuống cái nút giao ngay quốc lộ 1A để mình về tới cái lô đất này thì cũng khá là gần. Còn không thì anh chị đi về ngã ba Mỹ Xuân đi vào đây cũng được ha. Rồi bây giờ Tài sẽ di chuyển Flycam về lại cái vị trí đất của mình và di chuyển ra những cái trục đường kết nối giao thông ở khu vực này, và cũng như là quay quang cảnh để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Cái hồ Suối Đôi này thì thường thường buổi chiều nào á cũng có rất là nhiều những anh chị, những bạn nhỏ cũng về đây để tổ chức ắm nhậu cũng như là cắm trại picnic với gia đình, với bạn bè anh chị. Nói chung ở đây thì khá là vui, vui nhộn rồi. Đó. Ở đây thì nói chung là vị trí đất của mình thì sát bên cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng. Đó. Nhà vườn này thì nói chung cũng làm tươm tất anh chị. Đó. Di chuyển thẳng theo cái trục đường nhựa này thì mình sẽ ra tới tuyến đường Kim Long Quảng Thành, một hướng thì mình về tới Lô Cao Su Bình, Lô Cao Su Sà Bang, còn một hướng thì mình sẽ về tới trung tâm của xã Kim Long cũng như là về tới quốc lộ 56 anh chị nha. Đó, khu dân cư ở cũng khá là đông. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái vị trí ở trên phần Google Maps ha. Và đồng thời Tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng và cũng như là kết thúc cái sản phẩm ngày hôm nay luôn. Rồi, còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps ha. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối cái số điện thoại của Tài. Tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản kết quy hoạch cũng như kèm theo vị trí để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Đó. À, đất của mình là thuộc địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu, còn cái hồ là thuộc địa phận của Đồng Nai anh chị nha. Đó. Còn di chuyển ra tới đây thì mình sẽ có những trường học, chợ rồi những cái khu buôn bán nè anh chị. Đó. Còn muốn về trung tâm thì mình về tới trung tâm của xã Quảng Thành để mình đi chợ cho nó đầy đủ ha. Còn không thì mình về tới chợ Kim Long cũng được. Và mình đi về tới chợ Lâm Sang, chợ khu 10. Nói chung cũng rất là nhiều những cái khu tiện ích ở khu vực này. Cũng khá là gần với nhà thờ, những cái tôn giáo. Đó. Cái vị trí này thì anh chị kết nối số điện thoại Tài sẽ gửi cho anh chị tham khảo thêm ha. Rồi phần cuối video thì xin mời anh chị và cô chú cùng theo chân tay đi tham quan một vòng ở xung quanh cái lô đất của mình, và cũng như là di chuyển ra những cái trục đường kết nối giao thông, trục đường chính ha, để quay những cái khu tiện ích để cho anh chị và cô chú có một cái nhìn rõ ràng về cái lô đất vườn. Ở đây thì anh chị cũng nhìn thấy rất là nhiều vườn sầu riêng, và cái khu vực này thì khu dân cư ở cũng khá là đông và nói chung là cực kỳ là an ninh nha anh chị. Đó, những cái tuyến đường nông thôn ở khu vực huyện Châu Đức thì nhà nước cũng lắp đặt những cái hệ thống đèn chiếu sáng cũng như là những cái đèn năng lượng mặt trời để cho ban đêm mình cũng dễ dàng để đi lại anh chị. Cứ di chuyển thẳng theo cái trục đường này thì mình sẽ ra tuyến đường Kim Long, Quảng Thành. Đó. Rồi mình ra những cái khu tiện ích anh chị. Những cái tuyến đường xuống cấp này thì năm nay nhà nước cũng sẽ cho làm lại hết nha anh chị. Cũng mở rộng cái bề mặt cái lòng đường và thảm lại nhựa đường. Ra tới đây thì mình có những cái tạp hóa, những cái cửa hàng rồi nên chị. Mình có thể là mình mua để mình dùng ở đây cũng được.
Còn mình muốn đầy đủ hơn thì mình ra những cái trung tâm lớn để mình đi mua sắm cho nó đầy đủ anh chị ha. Rẽ tay bên tay phải màn hình á, thì mình sẽ về tới khu vực của xã Sa Pa. Còn di chuyển theo hướng này thì mình sẽ ra ngay chợ sáng, chợ chiều. Rồi thì video cũng khá là dài rồi. Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm bất động sản ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống ha. Cũng kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh thịnh vượng ha. Anh chị cô chú có đất chính chủ cần bán ở khu vực huyện Châu Đức và vùng ven thì liên hệ cho Tài cái số điện thoại ở trên màn hình. Tài sẽ tư vấn cũng như là sắp xếp đi quay bán cho anh chị ha. Nói chung là Tài bán chuyên là ở khu vực huyện Châu Đức, nhưng mà vùng ven Tài vẫn có làm anh chị ha. Rồi, xin chào anh chị ha.